cái clip vlog. Wow. Tại sao cái clip vlog này, bởi vì cơ bản là lâu lắm rồi không quay. Với lại đây là con heo mà tôi nuôi từ lúc mà tôi về đây tôi xây căn nhà này tới bây giờ, thì bây giờ nó cũng đã đầy rồi. Bắt đầu. Thật ra nói chung là nó cũng được một thời gian rất dài rồi, thì nói chung là đập đi cũng tiếc anh em ạ. Nói chung là ngày hôm nay vợ tôi đòi mua vàng ấy. What? Vợ tôi đòi mua vàng anh em ơi, cho nên là thành ra bây giờ phải đập cho vợ tôi mua vàng. Cho nên là trên đây thì cũng là một cái thành quả nuôi nấng nó suốt một năm trời. Thật ra là nuôi con này nó có giá trị đấy, nó không vô dụng như con này nằm ở kia đâu. Đấy, nó không vô dụng như con này đâu, nuôi con này nó có giá trị anh em ơi. Nuôi con này bao nhiêu lâu là bây giờ nó cho mình cái thành quả này, ngày hôm nay mình mới bắt đầu được đập nó này này. Đây này, còn cái nuôi cái con lồng đèn kia thì nó vô giá trị. Đấy, con đấy suốt ngày nó chỉ có ăn với nằm thôi. Đấy, ok mọi người, thì bây giờ chúng ta sẽ vào với chuyên mục chính. Đó chính là chuyên mục đập con heo này ra và để xem trong này được bao nhiêu tiền anh em. Đấy. Được của nó đấy. À, sót quá. Được nha. Sẵn sàng chưa? Sót mãi. Này, nuôi bao nhiêu lần? Trời ơi, tiền là hai vợ chồng tôi gom góp trong một năm trời này anh em. Ấy ấy, khan, cất. Ủa, sao lại có chiếc nhẫn? Hai chiếc nhẫn vàng nữa, đâu rồi? Sao miếng miếng thế này? Bữa trước đeo xong chả phải bỏ vô đây đó. Có hai chỉ vàng nữa mà sao giờ thấy có chỉ à? Ok mọi người, bây giờ chúng ta sẽ... Tính ra là nó chỉ đầy ở cái đầu thôi, còn cái đít của nó đâu có đầy. Mười. Đây nha anh em, đây là tiền hai vợ chồng tôi gom góp được suốt một năm hết rồi. Nào, qua đây em. Wow. Trôi. Ý, nhận đây rồi. Ok, trong trong này thì có một số tiền nước ngoài, lâu lâu mình đi công việc và thứ thì mình được tiền nước ngoài các bạn. Hai tờ này là được 4 triệu rồi, riêng hai tờ này đã tầm 5 triệu rồi. Hai tờ 100 đô này là tôi đã có 5 triệu rồi. Đâu tiền Thái nữa. Trời ơi, tiền Thái này bây giờ đổi cho ai, trời, ngày mai đi ra ngân hàng giữ tiền của ngân hàng đi. Đừng có mua vàng nữa, mua vàng phí lắm. Mặc đồ gì đây, để giết luôn đúng không? Kiểm nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, này 29 tờ thôi, 10. Đó, 10 tờ. Đó, rồi đếm tiếp nha, 1, 2, để anh đếm tiền 500 cho, 3, 4, 5, 6, 7, đâu rồi, 8, 9, 10, đó, ok chưa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, rồi, 10. Gì, đúng tờ đó là gì? Đấy, đây, lấy vào tờ 1. Cứ giết đi, được đồng nào tí nữa là đua gấp đôi đó. Rồi, bây giờ 30 rồi đúng không? 30 tờ này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Đây, rớt ra ngoài. Bây giờ mình chia đi, tiền 500 của anh còn lại là của em. 500 được có mấy tờ? Nghe cái câu là cưới về là vợ tiền của anh cũng là tiền của vợ chứ. Hả? Nhiều nhiều quá. Trời ơi, trong này không có gì đâu, đừng có móc. Trong này không có gì đâu, đừng có móc mà. Đã không nói rồi, biết chưa? Đứng sắc nữa là 3 tờ chứ gì, 3 tờ là tí nữa mình đề gấp đôi. Rồi, anh biết rồi, để anh gom nha.
Anh á. Ê con mèo bị gì kìa? Nó đâu bị gì đâu. Anh nhìn nhầm. Ok, đây là thành quả sau khi mà mình vừa xếp xong thì chúng ta có tất cả các mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đấy, và có cả tiền thái nữa này. Tiền thái nè anh em, tiền thái thì chắc để dành nữa. Đây đây có sẵn rớt là 20. Ok, bây giờ bắt đầu đếm nha. Chắc phải lắp cái camera cho này. Ray có còn không? Hết rồi. Hết chưa? Hết sạch rồi. Kiểu như thế anh bao giờ lấy tiền để em đâu. Ok mọi người, đây là số tiền mà sau khi hai vợ chồng mình xếp lại và đếm thì tổng trong này là gần 100 triệu đấy mọi người ơi. Gần 100 triệu đấy mọi người ơi. Thơm, ở đây còn một đống tiền lẻ nữa nè. Và mình đã phát hiện đằng sau đít của chồng mình có 500 nghìn, bây giờ xử sao đây mọi người? Xin đính bia cô. Làm gì đó là 500 nghìn để dành mai uống cà phê. Phê 500 nghìn. Ok mọi người, thì giờ mình đắp vợ mình đi mua vàng đây. Và clip của mình cũng hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhá. Clip